phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực năm học 2010-2011. Sinh nhân ngày khai trường trong giờ phút thiêng liêng này, xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô và toàn thể các em hãy nghe thư của Bác trong ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam. Thư gửi các học sinh
Các em học sinh, ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày trình trường khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giờ nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm rồi, nô lệ làm cho nước nhà yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, nhân buổi trực trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu, Hồ Chí Minh. Giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2010-2011. Nhân ngày khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng đạt được những thành tích quan trọng, hệ thống quy mô mạng lưới giáo dục đào tạo tiếp tục được mở rộng, chất lượng và hiệu quả giáo dục đã có tiến bộ. Việc giáo dục đạo đức, pháp luật, lý tưởng và ý chí để xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho học sinh sinh viên được chú trọng. Chương trình kiên cố hóa trường lớp và hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư. Sau 15 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, tất cả các tỉnh, thành phố đều đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và cơ bản phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn trình độ đào tạo ở các cấp học đều tăng. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã huy động được các lực lượng xã hội cùng chung tay thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh. Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của ngành giáo dục, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đi đầu trong các công cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Các nhà giáo đã công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Năm học mới 2010-2011, đây là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11. Ngành giáo dục và đào tạo phải quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục với những giải pháp mạnh mẽ. Toàn ngành cần tập trung nguồn lực để triển khai các đề án phát triển giáo dục đã được chính phủ phê duyệt, quan tâm hơn nữa đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn nhiều khó khăn. Các em học sinh, sinh viên ưu tú. Vừa qua, chúng ta vô cùng tự hào và đón tin vui, giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được vinh danh và nhận giải thưởng Pew, giải thưởng cao quý nhất dành cho những nhà toán học đạt thành tích kiệt xuất trên thế giới. Tôi mong các em học sinh, sinh viên hãy noi theo các tấm gương học giỏi, rèn luyện tốt, đặc biệt là của giáo sư Ngô Bảo Châu, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, góp phần phục vụ đất nước và làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em chúng ta. Chúc các thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục và toàn thể các học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Minh Chiết. Các đồng chí đại diện cho các phòng ban của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng đại biểu phòng giáo dục. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Hoàn, trưởng phòng giáo dục, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông chủ tịch công đoàn ngành và các ông bà là chuyên viên của phòng giáo dục cũng đến dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Văn Đấm, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể của xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý khách, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã đến dự và có lãng hoa chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thúy. Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, bí thư đảng ủy xã Tam Hưng, đồng chí Lại Văn Minh, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tam Hưng, đồng chí Nguyễn Văn Nấm, chủ tịch ủy ban xã Tam Hưng,
nghiệp lớp 9 đạt tỷ lệ 100%, học sinh thi tuyển vào 10. Quốc lập đạt 42,42%, cao nhất từ trước tới nay. Học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể xã hội. Trong hội thi festival ngoại ngữ ở cụm, các em đã giành giải nhất và đại diện cho cụm đi thi huyện được huyện trao cờ khen bằng. Tham gia hoạt động hè vừa qua, các em trong đội tuyển thể dục nhịp điệu và ca múa hát đạt giải ba huyện. Các em học sinh toàn trường luôn cố gắng nỗ lực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được ban kiểm tra của phòng giáo dục xếp loại tốt. 100% học sinh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, cam kết về các cuộc vận động và không có học sinh vi phạm. Những kết quả mà các em đã đạt được phải kể đến công lao của các thầy cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Năm học 2009-2010, trường có 7 chiến sĩ thi đua và 18 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đợt bình xét thi đua bỏ phiếu ở cụm 6, trường trung học cơ sở Cam Hưng có chất lượng giáo dục toàn diện đứng thứ 3 sau trung học cơ sở Phục Lễ và trung học cơ sở Minh Đức. Trường được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010. Cùng với thành tích về giáo dục toàn diện trong năm qua, nhà trường đã không ngừng tích cực tham mưu và đã đón nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, cấp chính quyền, sự đồng tình ủng hộ đóng góp của nhân dân địa phương, đã đầu tư tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng xây dựng, tu bổ, hoàn thiện thêm cảnh quan, cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường ngày càng thêm khang trang, đáp ứng nhu cầu cho dạy và học, là điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt sau nhiều năm dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Nhân dân xã cùng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của thầy trò nhà trường, năm học 2009-2010, qua nhiều kỳ kiểm tra thẩm định của các cấp các ngành, nhà trường đã đạt đủ 5 tiêu chuẩn và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia vào tháng 5 năm 2010. Sự ghi nhận ấy đã đánh dấu sự phấn đấu trưởng thành đi lên của nhà trường. Đó là cơ sở, là nền tảng vững chắc, là hành trang tạo đà và khí thế mới cho thầy trò nhà trường thêm vững bước vào năm học mới 2010-2011. Tuy nhiên, thành tích đạt được mới là bước đầu, còn rất khiêm tốn, trên con đường giáo dục còn nhiều thử thách. Vì vậy, trong năm học mới này, thầy trò trường trung học cơ sở Tam Hưng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. 1. Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn của ngành. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Và chỉ thị 33/2006/CP của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Và tiếp tục phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. 2. Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong làm việc, giảng dạy và học tập. Mỗi cán bộ giáo viên thực hiện một việc làm đổi mới trong công tác giảng dạy và quản lý, tổ chức tốt phong trào thi đua hai tốt, tăng cường kiểm tra đánh giá giáo viên, giữ vững các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục, về phổ cập trung học và nghề. 3. Thực hiện tốt giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều hình thức thiết thực phong phú, nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, an toàn giao thông, giáo dục luật pháp, phòng chống các tệ nạn xã hội. 4. Tăng cường thêm cơ sở vật chất và quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. 5. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò to lớn của ban đại diện cha mẹ học sinh, gắn kết tốt hơn nữa 3 môi trường giáo dục, gia đình, nhà trường, xã hội. Các em học sinh yêu quý, Bác Hồ nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Ngày nay các cháu là nhi đồng, mai sau các cháu là chủ nhân của nước nhà, của thế giới. Vì vậy, với kết quả đã đạt được và thực hiện nhiệm vụ trong năm tới, các em không được tự mãn, chủ quan, mà phải tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện, thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ để trở thành con ngoan trò giỏi và sau này trở thành những tài năng, những công dân tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để các em thực hiện được ước mơ hoài bão của mình và trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, mong rằng Đảng, chính quyền các cấp, các bậc cha mẹ, thầy cô tiếp tục phối hợp đầu tư, chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các em, tiếp tục dìu dắt các em trong đoạn đường tuổi thơ, những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người. Một lần nữa, thầy trò trường trung học cơ sở Tam Hưng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ còn ít phút nữa thôi, trường sẽ được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Có lẽ tất cả mọi người ngồi đây và nhất là các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh, giáo viên, học sinh đều bồi hồi sung sướng, chờ đợi giây phút này.
thời gian qua. Từ ngày hôm nay rất vinh dự trường được xếp trong danh sách những trường đạt chuẩn quốc gia. Tôi mong rằng các thầy cô, các em phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với tên gọi đó và ngày càng tô thắm thêm truyền thống quê hương. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong không khí nô nức của ngày khai giảng hôm nay, tôi xin thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường Trung học cơ sở Tam Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, phòng giáo dục huyện Thủy Nguyên, các cấp lãnh đạo địa phương, hội phụ huynh học sinh, các nhà tài trợ đã quan tâm tạo điều kiện phối hợp công tác giúp đỡ nhà trường rất hiệu quả trong quá trình phát triển. Xin cảm ơn các thế hệ người đã sáng lập ra trường Trung học cơ sở Tam Hưng. Cảm ơn các nhà giáo nghỉ hưu, các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã dày công vun đắp để có được sự thành công của nhà trường ngày hôm nay. Với khát khao vươn tới, bằng tất cả ý chí, nghị lực, sự sáng tạo, niềm tin và lòng tự hào của tập thể cán bộ giáo viên, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2010-2011. Xin kính chúc các quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh vui khỏe cùng phấn đấu thi đua với tinh thần thầy cô dạy giỏi nêu gương sáng, học sinh học tốt gắng luyện rèn tất cả cho ngày mai tốt đẹp hơn. Chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí cùng các vị đại biểu và các em học sinh dự lễ khai giảng năm học mới, thay mặt cho thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, tôi xin công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng số 907 QĐ-UVND Hải Phòng ngày 11 tháng 6 năm 2010 quyết định về việc cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, căn cứ quyết định số 27/2000 kiện cho ủy ban nhân dân xã và một đồng chí lãnh đạo của nhà trường lên sân khấu để đón nhận bằng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, tôi rất vui mừng được cùng đồng chí Nguyễn Trung Ẩn, trưởng phòng giáo dục huyện, về dự lễ khai giảng năm học mới, năm học 2010-2011 với thầy trò trường Trung học cơ sở Tam Hưng. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên cùng toàn thể các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho công tác giáo dục của trường Trung học cơ sở Tam Hưng nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã Tam Hưng nói chung ngày càng phát triển. Chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Ngày hội của thầy giáo, cô giáo và cũng là ngày hội của toàn đảng, toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Trong năm học vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò trường thi học sinh giỏi của thành phố, đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng của thầy và trò nhà trường trong những năm học vừa qua. Năm học thực hiện chủ đề tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, để trường Trung học cơ sở Tam Hưng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia, xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Từ mỗi thầy giáo, cô giáo tới toàn thể học sinh của trường, dạy tốt, học tốt, nhà trường cần quan trọng việc phát huy nội lực để tranh thủ thuận lợi, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giữ vững danh hiệu và thành tích đã đạt được, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục đào tạo huyện và thành phố. Trường cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, chăm chỉ, phát huy trí thông minh, đến sáng tạo, có ý chí vươn lên học tập, phấn đấu học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, rèn luyện đạo đức trong sáng để sau này xứng đáng là nhân của đất nước, xứng đáng với công lao sinh thành giáo dục của cha mẹ, công lao dạy dỗ các thầy. Hãy
nhân dịp này, tôi đề nghị các vị đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã hội và tất cả nhân dân huyện Thủy Nguyên chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, chúc thầy trò trường Trung học cơ sở Tam Hưng đạt nhiều thành tích trong năm học mới. Xin cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Trung Ẩn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thủy Nguyên, kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay hòa chung trong không khí hào hùng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức trọng thể kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 lịch sử, tiến tới chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 14 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của đảng. Cùng với cả nước tuổi trẻ học trường, trường trung học cơ sở Tam Hưng, cùng các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh, long trọng tổ chức trọng thể ngày hội khai trường mở đầu cho một năm học mới, năm học 2010-2011 và lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hưng xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em học sinh lời chúc mừng lòng nhiệt nhất, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, Tam Hưng là một xã nằm ở phía đông bắc huyện Thủy Nguyên, có vị trí địa lý rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Nên trong những năm đầu của thập niên của thế kỷ 21 đã được thành phố huyện Thủy Nguyên xác định và xây dựng thành cụm công nghiệp bến rừng với nhiều công ty lớn của nhà nước đứng chân trên địa bàn như Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu, Tổng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2. Đồng thời, Tam Hưng là một xã có truyền thống hiếu học, từ thời phong kiến đã có nhiều danh nhân đỗ đạt ra làm quan giúp nước. Hòa bình đồng này đến nay, Tam Hưng đã có trên 200 người thi đỗ đại học cao đẳng, trong đó có một tiến sĩ, một thạc sĩ, hiện đang công tác và làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 10, cùng với cả nước, đảng bộ và nhân dân, Tam Hưng đang ra sức thi đua đẩy mạnh, xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện quyết định số 27/2001 ngày 5/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế công nhận bằng đạt chuẩn quốc gia. Nên trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền địa phương luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, coi sự nghiệp giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển, đã tập trung mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đồng bộ đáp ứng nhu cầu dạy và học của ba cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 25 về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã đã lựa chọn trường trung học cơ sở Tam Hưng để tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010. Từ đó, Ủy ban xã đã chủ động thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ban chỉ đạo gồm 17 thành viên, trực tiếp do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã làm trưởng ban, đồng chí hiệu trưởng trường trung học cơ sở là phó ban thường trực. Ban chỉ đạo đã họp, phân công các thành viên và xây dựng lộ trình cho việc hoàn thiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Trường được quy hoạch xây dựng với tổng diện tích là 5.493 m², gồm một dãy nhà 3 tầng với 16 phòng học, phòng chức năng, hai dãy nhà 2 tầng với 14 phòng học, phòng bộ môn, khu sân tập đa năng, khu vui chơi giải trí của học sinh, khu nhà để xe và khu công trình vệ sinh chung của giáo viên và học sinh. Được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy, Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên, phòng giáo dục huyện Thủy Nguyên, sau gần 3 năm đầu tư xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị hiện đại cho các phòng học, bộ môn, các phòng chức năng, các công trình phụ trợ, ngày 19/5/2010, Hội đồng thẩm định xét duyệt công nhận trường chuẩn quốc gia thành phố Hải Phòng đã tiến hành thẩm định đánh giá 5 tiêu chí để được công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở Tam Hưng thì có 5 tiêu chí bao gồm: tiêu chuẩn 1 về tổ chức nhà trường, tiêu chuẩn 2 về đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, tiêu chuẩn 3 về chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn 4 về cơ sở vật chất trang thiết bị, tiêu chuẩn 5 về xã hội hóa giáo dục. Trong đó cả 5 tiêu chí đều đạt chuẩn, cá biệt có những tiêu chí còn đạt phê chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Rất vinh dự cho Đảng bộ và chính quyền nhân dân Tam Hưng, đặc biệt là đối với cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường. Ngày 11/6/2010, Ủy ban thành phố Hải Phòng đã có quyết định số 907
QĐUVND về việc cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 cho trường trung học cơ sở Tam Hưng. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, để có được niềm vinh dự lớn như ngày hôm nay, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của cán bộ, nhân dân và các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh ước ao có một ngôi trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại dạy và học. Thay mặt đảng ủy, chính quyền địa phương, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy, ủy ban dân huyện, phòng giáo dục đào tạo huyện Thủy Nguyên, các thế hệ cán bộ giáo viên của nhà trường, các bậc phụ huynh học sinh và toàn xã hội đã đồng thuận tận tình giúp đỡ để có được thành quả như ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, tiếng trống khai trường sắp điểm, năm học mới sắp bắt đầu. Cùng với các thầy giáo, cô giáo và trên 312 học sinh của nhà trường đã sẵn sàng đến mái trường thân yêu của mình để làm nhiệm vụ chồng người cho tương lai. Mọi người, mọi nhà và các bậc phụ huynh đang kỳ vọng về một năm học mới đạt chất lượng và hiệu quả tốt. Tất cả các em học sinh trong độ tuổi được cấp sách tới trường sẽ được học tập rèn luyện dưới mái trường chuẩn quốc gia để trở thành những con ngoan tròn giỏi, là những người có ích cho gia đình và làm chủ xã hội. Kính thưa các vị đại biểu, nhìn lại năm học vừa qua, năm học 2009-2010, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt khó vươn lên, cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng trân trọng. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, góp phần hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giáo dục chung của địa phương. Năm học 2010-2011 với chủ đề tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, năm học mà nhà trường đã có bước chuyển mình, có nhiều khởi sắc, cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường được giảng dạy học tập dưới môi trường đạt chuẩn quốc gia. Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào từng bước trưởng thành và đi lên của tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường. Năm học mới đòi hỏi chất lượng, hiệu quả giáo dục phải được nâng cao, xứng tầm với chất lượng quốc gia. Với truyền thống thi đua hát tốt, tôi mong rằng cán bộ giáo viên của nhà trường sẽ đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo ra thế và lực mới để vượt qua khó khăn, không ngừng xây dựng trường học ngày càng hiện đại, chuẩn về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn về môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để sánh vai và hội nhập với phong trào giáo dục đào tạo của huyện nhà, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 26 đã đề ra. Muốn vậy, tôi đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường cần tập trung làm tốt một số nội dung cụ thể sau đây. Một, đối với cán bộ, giáo viên của nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, thực hiện tốt quy chế dân chủ học được trong trường học. Các thầy giáo, cô giáo thực sự đoàn kết là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác phổ cập, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, gắn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 với việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là quan tâm tới giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Hai, đối với học sinh, các em phải cố gắng học tập, vươn lên, đạt học lực khá giỏi, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức và có lối sống để được hạnh kiểm tốt, giữ gìn kỷ luật học đường, tôn trọng kính yêu và lễ phép thầy cô giáo. Đối với bạn bè phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cho học tập, tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội. Có như vậy các em mới được hạnh phúc và không phụ lòng công lao đầy đủ của các thầy giáo, cô giáo, gia đình và toàn xã hội đã và đang chăm lo cho mình. Kính thưa các vị đại biểu, năm học 2010-2011 là năm học có rất nhiều ý nghĩa, năm học mà cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường được học tập, lao động và cống hiến với ngôi trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Năm học kết thúc giai đoạn 2 thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 2001-2010. Một lần nữa, tôi tin tưởng và mong rằng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011. Nhân ngày hội khai trường và lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1, chúng ta được vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Minh Huyền, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên đã về dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Quan trọng, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hưng, cán bộ và giáo viên của nhà trường, tôi xin tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Xin ghi nhận và chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thủy Nguyên,
trong thời gian vừa qua, xin kính chúc đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí và các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Một trong những cô giáo đã nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của nhà trường, tôi xin được giới thiệu cô giáo Phạm Thị Trọng. Trong năm học 2009-2010, cô được bình chọn là nhà giáo được học sinh yêu quý nhất. Hôm nay, nhân ngày khai trường, cô có đôi lời tâm sự, xin trân trọng kính mời cô. Hôm nay, thầy trò trường trung học cơ sở Nam Hưng cùng hội tụ về đây chào đón một năm học mới và nhà trường được nói lên những tình cảm của mình trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu, người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã dạy, vì lợi ích 10 năm ta phải trồng. Năm học này được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của địa phương, của các bậc cha mẹ học sinh, môi trường trung học cơ sở Tam Hưng đang sáng hơn. Thầy trò chúng tôi được làm việc, học tập trong một môi trường sạch đẹp, được trang bị đầy đủ đồ dùng học tập. Thay mặt cho các đồng chí giáo viên, những người trực tiếp đứng trên bục giảng được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp ủy đảng, chính quyền, sở giáo dục, phòng giáo dục. Các tổ chức cá nhân đã quan tâm đến sự nghiệp của thầy trò chúng tôi. Để đền đáp sự tâm huyết của các thầy cô, sự quan tâm của gia đình, sau đây xin mời em Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh lớp 9B, thay mặt cho các bạn học sinh trong toàn trường lên phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm. Xin mời em. Toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong không khí tương mừng phấn khởi của ngày đến trường, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, em rất được vui xe lại là học sinh trong cả nước lại nô nức tới trường, đông vui như lễ hội. Nhìn những chiếc áo trắng tinh khôi, những khuôn mặt rạng ngời, lòng em lại dâng lên những cảm xúc xốn xang, hồi hộp lạ thường. Cảm xúc ấy năm nay dường như náo nức hơn, sao xuyến hơn, bồi hồi hơn nữa. Bị hiện đại với sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự dìu dắt đầy yêu thương, nhiệt huyết của các thầy cô giáo, những hoạt động học tập của chúng em đã được tổ chức ngày càng quy củ hơn, nền nếp hơn. Ý thức của các bạn học sinh trong trường cũng theo đó ngày càng tốt hơn rất nhiều so với những năm trước. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, mái trường trung học cơ sở Nam Hưng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng em. Ở đó, thầy cô như những người cha, người mẹ ngày đêm không quản khó khăn, vất vả, ân cần chăm lo cho chúng em. Thầy cô không chỉ mang cho chúng em những kiến thức mà còn dạy cho chúng em đạo làm người. Công ơn trời biển ấy, chúng em không thể nào quên. Chúng em xin Chúa sẽ học tập thật tốt để đền đáp công ơn to lớn đó. Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh trong trường, em xin hứa với các bác lãnh đạo của sở giáo dục rèn luyện ý chí, nghị lực, phấn đấu vươn lên trong mọi khó khăn để học tốt. 3. Không mắc các tệ nạn xã hội. 4. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy định của nhà trường. 5. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe tốt, phấn đấu học giỏi tài hoa, tích cực tham gia hoạt động chính trị xã hội. Xin hứa. Cô Phạm Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường lên cảm ơn các quý vị đại biểu và đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Xin kính mời cô. Thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, hôm nay thầy trò trường trung học có biểu ý kiến, tôi xin thay mặt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường trung học cơ sở Tam Hưng xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí và hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011 với chủ đề tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Một lần nữa xin kính chúc đồng chí bí thư, kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh